dưa khô. Này khô vậy mẹ, khô cá đuối hả chị? Cái đó bán sao chị, cá đuối đó? Ừ, cá đuối hàng ký 700. Cá đuối ruộng. Có khô mực đó hả chị? Khô mực ký nhiêu? Đây khô mực này ký 1.1, 1.2. Tôm khô, đi ra mua tôm khô. Sưởng ngon quá. Đây khô cá sặc dần. Nước màu hả? Thử nước mới lên. Cái này nhiêu chị? Cái này mấy trăm? Chín trăm hả? Cái đỏ mà nó khô nè, mua mấy người ký 900. Ở đây không chứ. Mình mua đây không á, năm nay làm biến á. Năm nay làm biến vô hả? Làm biến vô. Tại đi chợ đồ hết. Trời, hôm nay đông quá chị. Đông quá trời. Đông quá. Cho em 2 kg đó chị, 2 kg thơm khô đồng biếu á. Nhưng mà cái này chị lấy ba bọc nửa ký. Nửa ký 3 bọc nha. Là ký rưỡi với một bọc loại lớn hơn. Loại lớn hơn nửa ký thôi chị. Dạ, nửa ký gì đó, để gì cho em. Ngon quá. Quá trời ngon nè cả nhà. Mua để biếu cho người thân. Đây, khô cá chạch này, ký 900. Riêng mua ký. Bọc nửa ký nha chị, cá chạch đó. Rồi cho em 2 bọc luôn. Có mà khô này. Chị khô này khô cá lóc ruộng hả? Cá lóc ruộng có 1.2 Dạ. Xem thử chút.
chín luôn đó. Ủa, chín luôn hả chị? Chín ăn thử chứ. Vậy đó hả? Ký 1,2 triệu. Ký 40 ngàn. Ừ, ngon. Ủa, ai mà phá đi, cái hàng luôn. Đây, không có lớp của chị không? Linh có bệnh trả tiền chế lên dạ dạ. Một cái lóc của chị nè, ngon quá luôn cả nhà. Ký 1,2 triệu. Chín luôn rồi đó, mình xé ra là mình ăn luôn á. Ngon quá, vừa ăn rồi. Ngon, ba con. Vừa ăn. Còn cá chạch thì ký 9,2 triệu. Cá chạch cũng ngon quá, chị bán đồ ngon lắm nha. Ngon quá. Ở chợ lớn nè, đến mua cho chị, đi bán lớn hả? Trời ơi, tôi bán tay chịu bạc không á. Quá thì ngon luôn. Ba mối ký này luôn ha. Cái gì chia ra mà không cần gì hình nữa ký nha. Ký lấy ký đó đi, tại 2 ký chỗ này ngồi tao lại lấy rồi. Vậy em lấy 1 ký này luôn đi. Ừ. Bọc ký luôn đi. Em bọc ký luôn. Chim ký thôi, ký thôi. Tức là 1 ký cá chạch. Làm gọi ăn. Ký thổi ấy cũng được, lấy đi. Ký cá chạch 2 ký tôm khô. Ừ. Tôm khô lớn này là bao nhiêu mẹ? Đây nè, tôm khô này chỉ 1 ký thôi cả nhà. Tôm khô chỉ ngon lắm luôn. Ngon quá. Ở nhà này đi con không? Đi mua đồ có chị cũng bán không? Đó đi mua sẽ đẩy. Đây nơi để chị bán hả? Ờ, cả nhà có mua giúp họ cho chị. Đây chị có bán con mực hết cả nhà. Ngon lắm nè, cái này thì 1,2 ký. Đây, hồ quá. Con lớn lắm nè. Trời ơi, nhìn con mực có vậy là muốn ăn rồi đó. Cái này thích thèm luôn. Còn bên đây thì chị bán 2,1 ký nè, nhỏ hơn xíu, nhít chút xíu. Đó, mua vài con nó không chịu làm miếng. Mua đi mẹ. Dạ, mỗi ăn đi, ngon, mua mấy trăm gram đi chị. Trăm nhiêu con? Để mẹ Nguyên mua vài con nha. Vài con khô cá lóc này nè. Mua trái xoài. Nãy chị có cho Nguyên ăn miếng là ngon quá nè. Ngon quá. Ăn rồi bị đi viện á. Ngon quá. Đây. Tôm khô này chị chấm là chị mốt. Dạ. Ngon quá nè cả nhà ơi. Có mua tới chỗ chị mua giúp họ chị nè. Chị hai này quá ngon. Đây cắt sạch vàng. Sạch vàng ký 300 này cả nhà. Con lớn cho con. Cái này còn nhiêu phơi không được đó. Đang cho chị phơi nữa. Ký 300 quá ngon luôn. Ngon quá. Rồi nay nữa đi. Ngon ký gì? Ngon quá nha mẹ. Dạ ăn cho nó thôi nha. Dạ nè. Cảm ơn luôn. Quá trời ngon. Ngon ngon. Là mê luôn. Okay.
được.